Chiều tối qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã tiếp nhận và điều trị cho 5 bệnh nhân trong cùng một gia đình bị ngộ độc do nghi là ăn phải một loại nấm rừng. 5 bệnh nhân bị ngộ độc đều là các thành viên trong một gia đình, gồm vợ chồng ông Tòng Văn Si, bà Lèo Thị Luân cùng hai con trai và một con dâu trú tại Bản Hìn, phường Triềng An, thành phố Sơn La. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết hiện tình hình sức khỏe của 5 người đã chuyển biến tốt, tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi điều trị. Được biết trước đó, 5 người này đã ăn một loại nấm mà người dân địa phương thường gọi là nấm than. Loại nấm này cũng vẫn thường được người dân địa phương sử dụng làm thực phẩm. Sau khi ăn thì cả 5 người đều có biểu hiện đau đầu, buồn nôn và đau bụng. Đặc biệt, người con dâu đang mang thai tuần thứ 18 đau dữ dội nhất, kèm nôn mửa nhiều lần.